Rồi, em lại quay lại với phần tiếp theo là sẽ hướng dẫn tất cả các bác là sử dụng cái phần main, phần center, sub, read. Đây là những phần đầu ra các bác nhé. Phần đầu ra này và phần system luôn. Đó. Hướng dẫn tất cả các bác là trong cái video này nó đơn giản thôi. Video này nó nhanh hơn cái video trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ ấn vào cái phần main. Chúng ta nhớ là chúng ta phải kết nối nhá. Khi nào nó có chữ successful này, successful này thì là đã kết nối, nó màu xanh thì là kết nối các bác nhé. Còn nếu mà nó là màu xám thì là không, nó chưa kết nối đâu, thì chúng ta phải kết nối khi nào nó hiện cái màu xanh lên. Đấy. Và cái tiếp theo là chúng ta ấn vào phần main. Phần main này thì ở đây thì em sẽ để là ở đấy, các bác có thể nhìn thấy là các dãy EQ nó cân bằng. Chúng ta nhìn thấy cái phần đấy, và chúng ta có thể nhìn thấy cái phần là phần music, delay và echo, reverb, pair delay, left delay, threshold, untack. Đây nói nhanh với tất cả các bác là cái phần bên phần chúng ta em đang chỉ đây là cái phần là sử dụng cho đầu ra, còn ở giữa đây nó là cái phần mà chúng ta sử dụng cho nén tiếng các bác nhé, nén tiếng. Còn bên thứ ba bên tay phải này các bác có thể nhìn thấy H với F, thì bình thường thì chúng ta muốn cắt bass đi để full, thì chúng ta muốn cắt bass thì chúng ta không để tiếng bass lọt xuống full thì chúng ta có thể cắt. Còn nếu mà anh em không có sub thì anh em có thể là để nguyên để up luôn. Đấy, anh em không muốn, anh em không có sub thì anh em muốn chơi full thì anh em để up luôn. Còn anh em mình có sub thì không muốn thì cái loa full nó ra, không muốn cái loa full của mình nó ra được tiếng bass nhiều thì anh em có thể cắt đi. Em sẽ, nếu mà bình thường em sẽ cắt ở dài tầm 60 Hz, 60 hoặc 70 Hz, nhưng mà hôm nay em hướng dẫn tất cả các anh em là chỉnh full luôn. Chỉnh full thì anh em sẽ để ở cho tất cả anh em cùng xem nhé. Để ở tiếp theo thì em sẽ nói lại cái phần music volume. Music volume này là nhạc đầu vào đó nhé. Đấy, delay volume là cái mà anh em sử dụng, đó là cái tiếng mic của mình, tiếng mic thô. Đó, em sẽ tắt những cái như là reverb này, echo này đi này. Đó, echo. Phần echo này em mở lên nhé, lúc nãy vừa tắt đi. Để tầm 90 nhé. Thì nó không bị vỡ tiếng. Đó, main. Và chúng ta để cái phần echo này về không, như tất cả các bác biết, và chúng ta có thể tăng lên tùy ý. Đơn, 6, 7, 8, 9. Đó, như thế này là echo các bác nhé. Đơn, 6, 7, 8, 9. Đó. Thì các bác biết đây là tiếng mic của mình này. Đây là tắt tiếng mic đi này. Đây là tắt tiếng mic các bác nhé. Đây là tăng tiếng mic lên này. 6, 7, 8, 9. Bình thường nếu mà karaoke thì em khuyên các bác là tiếng mic nó phải to hơn tiếng nhạc. Các bác nhé. Bình thường em sẽ để cái tiếng nhạc của cái này là tầm 90 thôi. 90. À, tiếng nhạc tầm 90 và tiếng mic là 100, và tiếng echo em để là nhiều lên để anh em dễ hát. Tiếng echo em để tầm 100 các bác nhé, để tầm 100, để tiếng echo tầm 100, delay 100 và music để 90. Tiếp theo này thì sẽ để chỉnh cái reverb thì anh em chỉ cần một chút thôi. Ở đây em sẽ để cái reverb nó tầm 40 các bác nhé. Được. Đấy, nghe tiếng nó đã bay hơn rất là nhiều. 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 5, 6, 7. Đấy, các bác có thể thấy là tiếng đã rất ok. Cái phần main này rất là dễ. Cái phần main này là cái phần tổng hợp đầu ra, nên các bác có thể là thích nhiều echo thì các bác có thể cho nó nhiều echo. Đấy, có thích nhiều vợ thì anh em thích nhiều vợ thì anh em giảm echo xuống nhé. Được. Này thì em sẽ để echo tầm 40, 6, 7, tầm cho vợt lên. Đấy, cho vợt lên tầm 80. Các bác lưu ý là tiếng vợt không nên để nhiều. Để nhiều nó sẽ gây là nó sẽ bị cái trường hợp là tiếng của mình nó mờ. Đấy, tiếng của mình nó mờ. Như thế này thì em đang để echo tầm 40, thì vợt 80 các bác nhé. Đó. Và nếu mà bình thường anh em không nên để cái vợt và echo nó nhiều quá. Một là echo nhiều hơn reverb,
hai là gì vật nhiều hơn đi cung, chứ đừng để hai cái bằng nhau nhé. Sở bảy tám chín à, như em bình thường em hay để với mức eco tầm 100 và reverb tầm 45 à, thì là cái tiếng như này các bạn có thể thấy cái tiếng nó rất là ok rồi. Sở bảy cái phần thời sâu này em sẽ nói ở cái video sau đó nhé. Sở bảy còn cái phần lép delay này thì chúng ta có thể điều chỉnh delay cho từng loa đó nhé. Đấy, dry delay chúng ta cũng điều chỉnh delay cho từng loa. Đấy, nhưng mà cái công cụ này cần phải có cái đo đáp tuyến đó nhé. Sò bảy tám chín và quan trọng nhất là cái phần EQ của phần bên out này đó nhé. Nhiều bác thì cái phần EQ của bên out này thì bình thường anh em sẽ giảm gì và giảm effect xuống nhé. Bình thường thì anh em sẽ căn chỉnh cái EQ của phần main out này là chủ yếu. Vì tại sao? Anh em đo đáp tuyến cái loa của mình ra như thế nào, anh em sẽ chỉnh nó như vậy. Ví dụ như anh em thấy cái loa của mình nó ít chép thì anh em có thể biết được những giải tần nào thiếu thì anh em có thể tăng lên. Nhưng mà anh em tăng lên nhiều quá nó sẽ gây ra hiện tượng hú nhé. Anh em sẽ phải như bình thường thì anh em nên là biết thì anh em sẽ đo đáp tuyến trên cái thiết bị như là mic RTA của mình thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng được cái chỉnh equalizer này. Và cái chỉnh equalizer này của trên phần main out nó rất là quan trọng các bác nhé, rất là quan trọng. Đấy, tùy vào cái mà mình muốn chỉnh nó như thế nào. Đây em chỉ chỉnh cho tất cả các bác cùng tham khảo qua thôi. Đó, để cái tiếng của mình nó bay bay một chút. Đấy, đây riêng cái phần này thì nó như là cái lọc xì. Nó như là cái lọc xì của mình các bác nhé. Nó như là cái lọc xì nhưng mà nó coi như là cái lọc xì lắp sau van các bác nhé. Nó sẽ ảnh hưởng luôn cả đến cái tiếng mic của mình các bác nhé. Nó ảnh hưởng luôn cả đến cái tiếng mic của mình. Đây tiếng giọng nó sáng hơn rất là nhiều đấy. Nên chúng ta phải cái điều chỉnh cái này nó hợp lý. Đấy, nên nhiều bác bảo tại sao mà lọc xì lắp sau van ấy thì nó hay bị hú. Thì các bác chỉnh cái phần bên ao này không cẩn thận nó cũng hú như là lắp lọc xì sau vang đấy các bác nhé. Đấy, nó cũng như là cái lắp cái lọc xì sau vang thì cái EQ laser này nó là phần main out thì nó cũng tương tự như vậy. Đấy, thì anh em nên hạn chế và biết cách sử dụng. Đấy, còn nếu không biết cách sử dụng thì chúng ta thường để cân bằng. Nhưng mà nếu những người biết cách sử dụng thì cái phần này nó rất là lợi hại các bác nhé, nó rất là lợi hại vì nó chứa cả cái đường mic này. Đấy, chứa cả đường mic này, đường music này, đường echo này, đường reverb luôn các bác nhé. Đó, chúng ta cho lên một chút là tiếng nó sáng hơn rất là nhiều. 6789 6789 6 Đấy, các bác có thể thấy là cho lên một chút là tiếng nó đã sáng như vậy rồi. Đây là phần bên nhé. Phần center thì cũng như vậy thôi. Phần center thì nó không có gì cả, nó cũng như vậy. Đấy, center này thì mình chỉnh cũng như vậy thôi. Nó cũng phần delay. Đấy, delay để cân loa. Và phần music daily rồi phần eco reverb nó chỉnh như vậy thôi. Anh em có thể xem cái phần main out chúng ta có thể là chỉnh dần phần center như vậy và phần rin cũng như vậy thôi nhé. Phần rin thì này thì nó cũng như cái phần main out luôn, không khác gì như phần main out luôn đó nhé. Nó có 8 cần equalizer. Đấy, cái phần main out thì cũng vậy, nó cũng có 8 phần. Rin này là cái loa vệ tinh nhưng mà nó căn chỉnh cũng như là cái nó căn chỉnh cũng như là cái phần main out thôi. Đấy, anh em xem kỹ cái phần main out em chỉnh như nào. Đấy, các bác lưu ý như phần center và phần rin này thì nó cái cần equalizer ở trong này nó cũng ảnh hưởng tới tất cả cái bộ phận như là music, mic và echo reverb các bác nhé. Nên các bác lưu ý là nó cũng như cái lọc xì ghép sau vang ấy. Đấy, các bác nếu mà tăng lên thì nó cũng hú cả mic và chúng ta giảm thì vì tại sao? Vì nó là ảnh hưởng đến tất cả toàn bộ hệ thống như là mic và echo reverb này các bác nhé. À, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, và chúng ta có thể điều cho nó một cách hợp lý nhất như cái tai nghe của mình và cái bộ loa của nhà mình. Đấy, center rin nó như phần main không khác gì. Và phần sub quan trọng nhất là phần sub nhé. Đây là sub mặc định của nhà hãng nó sẽ cắt như này. Cắt như này thì thật ra em nhìn thì cũng thấy nó hợp lý nhưng mà mình có thể căn chỉnh hơn một chút nữa. Ví dụ như là giải bình thường như là cái HPF này
mình cho nó giải ở tầm chạy từ 31 á, em hay cho chạy 30 30 30 Hz, cho đến em chỉ cho nó chạy đến tầm 100 110 thôi. Cho tầm 110 thôi, 120 thôi. Đấy, còn chủ yếu là phần mềm, nếu mà mình pha trộn tốt thì phần mềm này rất là hay, phần mềm này em sẽ cắt. Như là nếu mà anh em có súp ấy, thì em sẽ cắt mên này tầm độ 70 70 nhé. Và em sẽ để súp là từ 30 cho đến 120. Đấy, các cần này chúng ta muốn đánh mạnh thì chúng ta có thể đưa đưa các cần này lên. Đấy, bình thường em sẽ để với cái mức em sẽ căn chỉnh cái giải là 80 Hz đúng nhá, căn chỉnh là 80 Hz. À, độ nhạy để cái những cái độ thoại đều là 24 dB hết các bác nhé, đều là 24 dB hết, và chúng ta em đang đặt nó ở tầm 30 Hz cho đến 120 Hz. Như này thì tiếng súp của nó cũng rất là ok, và nó không bị ù, không bị nếu mà súp mình bị ù thì mình sẽ tăng cái HF này lên nhé, bị ù, nếu mà bình thường súp bị ù thì em phải tăng lên tầm 35 Hz, và đặc biệt có những cái súp điện ấy mình em phải tăng lên tầm 40 Hz thì nó mới hết ù các bác nhé. Bình thường thì súp hơi thì em chỉ để tầm 3 30 cho đến 35 thôi, 35 Hz thôi thì nó sẽ không có cái hiện tượng ù, là tiếng nó sẽ chắc hơn các bác nhé. Còn cái phần súp này thì cái mic music vô này các bạn biết là để 100%, anh em muốn to hơn thì anh em để tăng lên, nhưng mà anh em nên để 100% thôi, không nên để nhiều, không nên để nhiều. Và cái Dry Vone, Dry Direct này thật ra đó là từ cái tiếng mic các bác nhé, các bác sẽ phải khóa lại về không. Nếu mà mình cho cái tiếng mic qua súp thì nó rất dễ gây bị ù tiếng, nên bình thường em sẽ cho về không thôi nhé, về không. Tiếng mic này bình thường cho tiếng mic này vào cái tiếng súp thì nó sẽ gây ù cái tiếng mic của mình, nghe không thích. Đấy, thỉnh thoảng như các bác đã thấy là nhiều cái nó bị nhiều cái người bảo là sao cái mic của anh nó cứ vào vào súp như vậy, thì thường thì các bác sử dụng van cơ thì nó hay bị vào súp. À, nhưng mà như cái con van cơ DSP 990 của bên em ấy thì nó lại không vào súp này, thì nghe tiếng rất là hay. Như này thì em cũng sẽ cắt cái tiếng súp này về không các bác nhé, cắt cái tiếng súp này về cái tiếng mic và súp em sẽ để về không các bác nhé. Vậy là chúng ta căn chỉnh xong cái phần main này, center này, súp và rim. À, và tiếp theo là em sẽ, hôm trước thì em đã hướng dẫn cả các bác là music, mic và echo thì vật rồi, và thích thì các bác có thể xem lại cái video đó. Và tiếp tục nó là phần system. Phần system này là cái phần tổng quan cuối cùng của cái van này. À, chúng ta sẽ cài đặt cái đầu vào mic start này, mic A start này, mic B start này, effect start này, và music mic này, mic A mic, mic B mic và effect mic. Thì cái này thì khi khởi động lên thì chúng ta muốn đặt nó là bao nhiêu các bác nhé, muốn đặt ví dụ như là cái music start này chúng ta để ở tầm 17 thôi hoặc là 20. Đấy, 17 20 em để 20 nhé, khi khởi động lên là nó sẽ hiện là 20. Còn mic A khi khởi động lên là 30, mic B khởi động lên là 30, còn effect thì em muốn khởi động lên là 40 chẳng hạn. Đấy, 40. Đấy, cái này thì mình đặt. Tiếp theo thì mình sẽ chỉnh những cái phần music mic. Nhà có nhiều trẻ con hoặc là nhà có nhiều người chỉnh ấy, mà mình không muốn họ chỉnh nhiều thì mình có thể khóa lại. Ví dụ là start hiện lên là chỉ 20 thôi, nhưng mà mình muốn mắc là chỉ tầm 30 thôi. Đấy, mình không cho bạn nhiều. Đấy, đến tầm 30 là hết luôn. Đấy, còn đâu nhà mà một mình chỉnh thôi thì mình cứ để mắc đi. Thì khi mình muốn to nhỏ nào nó dễ. Mic A, mic B thì cũng như vậy, không có gì khó cả. Effect như vậy, chúng ta muốn giảm effect nhỏ thì chúng ta chỉ cần để nhỏ thôi, không để to. Đấy, chúng ta sẽ không để to các bác nhé. Được. Chúng ta sẽ không để to các bác nhé. À, bình thường đấy. Không cho để to thì chúng ta sẽ hạn chế lại. Đấy, hạn chế lại trên đây. Vì khi hạn chế xong thì mình sẽ không vặn được quá. Ví dụ là hạn chế ở tầm 70% thì mình chỉ vặn được lên đến 70% rồi, không thể vặn được hơn. À, này, sử dụng cho những anh em mà không muốn người khác chỉnh. Đấy, tiếp theo phần patchwork này thì em lưu ý với tất cả các bác là không nên đặt. Đấy, không nên đặt patchwork nhé, không nên đặt cái này, thì đặt thì nó sẽ nguy hiểm hơn rất là nhiều. Nguy hiểm ví dụ mà nó
bị khóa password thì các bác đi phá password nó cũng về mất vài trăm nghìn rồi. Tốt nhất là mình sẽ không khóa nó lại, không khóa nhé, anh em lưu ý không khóa. Đó. Và tiếp theo cái phần bên dưới này phần noise gate, ít con va có phần noise gate để có tổng hay lắm. Thì anh em cái này thì anh em phải có chuyên môn cao, chuyên môn cao thì anh em nên sử dụng. Còn đâu nếu mà anh em không có chuyên môn thì anh không nên sử dụng, và em cũng không giới thiệu cái phần này. Cái phần này nó là phần nâng cao các bác nhé, phần nâng cao này thì thường các bác sẽ không dùng tới đâu, sẽ không dùng tới đâu. Và tiếp theo đó là phần lưu các bác nhé, lưu các mode này. Lưu thì các bác có thể nhìn thấy là em đang sử dụng mode 8 này, và chúng ta có thể lưu lại một server lưu lại thì nó sẽ tự động lên server session full này thì đã là xong. Ok, như thế này là lưu lại rất đơn giản thôi. Và chúng ta nếu mà chúng ta có muốn gọi mode ra thì chúng ta sẽ ấn vào nút trên này. Đấy, mode 9 này, mode 8 này, gọi này, user. Đấy, thì tự nhiên nó sẽ gọi các mode ra. Đấy, như thế này thì nó sẽ gọi các mode này ra không nhé. Còn đâu, các bác muốn đặt tên mode, đấy, thì các bác sẽ nhìn lên name, nhìn bên dưới nó có chữ name. Name thì chúng ta sẽ kích vào đây. Ok, biết là ok xong các bác ấn xem, server, đấy, server, ok. Là xong. Đấy, như thế này thì anh em đã lưu được lại rồi, đã cấu hình được phần main, center, sub, ring music, mic, mic A, mic B, các bác nhé, mic A, mic B, đấy, mic B, echo, reverb, system. Thì cái video này là nó cũng ngắn hơn cái video trước. Đấy, thì các bác cứ tham khảo kỹ trước khi căn chỉnh. Cái quan trọng nhất là mình phải biết được cái loa nhà mình nó như nào và cái bộ mic của mình sử dụng là nó như thế nào các bác nhé. Cái mic của mình nó trầm quá thì anh em sẽ phải xử lý cái đường mic ở trên phần mic in. Đấy, còn phần main out này thì anh em chú ý là cái phần equalizer này anh em nên phải tham khảo kỹ, vì chúng ta có thể tăng giảm, tăng quá nó sẽ gây hiện tượng ú với hú hí đấy. Đấy, còn đâu chúng ta cái phần main out nó rất là quan trọng. Đấy, giọng trầm hay giọng không, đấy, các bác có thể thấy không, cắt đi nó giọng trầm hẳn luôn, cho nên thằng nhằng là hú luôn. Đấy, thì anh em chú ý nhé, lưu ý có gì thắc mắc thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com, hoặc là các bác có thể là lên YouTube các bác gõ là vang số Lắc Acoustic L9 thì bên em sẽ có các video về cái con này rất là nhiều cho tất cả các bác cùng tham khảo. Xong rồi thì chúng ta lưu lại, lưu ok server lại, thế là xong rồi, đơn giản thôi. Thì ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác ở những cái clip lần sau các bác nhé. Clip này nó cũng không dài, nhưng các bác cứ phải xem đi xem lại để các cách hoạt động các bác nhé, các cách hoạt động rồi các cách sử dụng của nó như nào. Rồi ok, chào tất cả các bạn.